Trong năm vừa rồi, Tuấn Trần đã mang đến 3 bộ sưu tập. Ở mỗi bộ sưu tập là một sắc thái và ngôn ngữ thời trang khác nhau. Thông qua cái việc mà đem bộ sưu tập mới để trình diễn thì Tuấn Trần hy vọng các bạn khán giả sẽ hiểu được cá tính phong cách thời trang của Tuấn Trần, cũng như là sẽ ủng hộ Tuấn Trần và thương hiệu của Centoria ngày càng phát triển hơn.